Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện thứ diệu hương vân biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật. Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đài xưng tánh tác Phật sự. Phổ quân chư chúng sanh giải thoát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Từ thời đệ tử thành tâm thiết tha phúng tùng đại thừa sám hối hồng danh cập trì chú niệm Phật công đức. Nguyện đem công đức thành tổ hồi hướng đạo Pháp trường tồn chúng sanh an lạc tinh tấn tu hành sớm thành Phật đạo. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp sưng dương nhược tan thang ức kiếp mạc năng tần. Năng lệ sở lệ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị ngã tư đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ánh hiện trung. Ngã thân ánh hiện chư Phật tiền đầu diện tiếp túc quy mạng lệ. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn Pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương chi tình thủy ơi biển sai tam mà thiên tâm không mà bác đức lời nhân thiên ơi pháp giới hoàng tăng viên
Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Tát Na Đa Dạ Gia. Nam Mô A Di Đà Bà Lo Yết Đế Thược Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đó Bà Gia Ma Tát Đó Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phật Về Sô Tát Na Tát To Nam Mô Tân Kiết Lật Đỏ Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Tất Phật Ra Lăng Đà Bài Nam Mô Na Ra Cần Trì Hê Rì Ma Bàn La Sa Mê Tát Bà Tha Đạo Du Bàn A Thệ Dân Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đạo Đát Điệt Tán Bà Lô Hê Lô Ca Đệ Ca Ra Đê Di Rị Ma Bồ Đề Tát Đó Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Câu Lô Câu Lô Kiết Mông Độ Lô Độ Lô Phật Xà Gia Đê Ma Phật Xà Gia Đê Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Tất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Một Đế Lệ Y He Di He Tất Na A Ra Xong Phật Ra Xá Lời Phật Xá Phật Xong Phật Ra Xá Gia Hồ Lô Lô Ma Ra Hồ Lô Rị ta ra ta ra tất rị tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cần trì địa rị sắc ni na bà giả ma na ta bà tấn đà giả ta bà hai ma tất đà giả ta bà tất đà vũ nghệ tất bàn ra giả ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tấn a một kê giả ta bà ta bà ma tất đà giả ta bà giả kiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma yết tất đà giả ta bà na ra cẩn trì bàn già ra già ta bà ma bà lợi thân yết ra già ta bà nam mô ắt ra tát na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiết đê thức bàn ra già ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạn xà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạn xà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạn xà dạ ta bà nam mô a bồ tát.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Ngã kim kiến văn đất thọ trì Phật Bồ Tát ơi. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát ơi. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại đại xa tế hàm thức tướng hào quang minh dị tự nghiêm chúng đẳng chi tâm quy mạng lệ nam mô quy y kim cang thượng sư quy Phật quy y pháp quy y tăng. Ngã kim quán tâm bất vị tự cầu nhân thiền phước báo thành văn duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thường. Phát Bồ Đề tâm nguyện giữ quán giới chúng sanh nhất thời đồng đất nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề nam mô quý Đà Phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô Quý Vị Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quý Vị Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam mô Như Lai Ẩn Cung Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thề. Thế gian dạy vô thượng sĩ điều ngữ trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn Mê. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bà Kiên Đàn Hướng Phật. Nam mô Diên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Nhật Thi Tế Giang Nhào Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tấn Kim Quang Phật.
Nam Mô Đại Cường Tinh Tân Vọng Mạnh Phật. Nam Mô Đại Bi Quang Phật. Nam Mô Từ Lực Vương Phật. Nam Mô Từ Tạng Phật. Nam Mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam Mô Thiện Ý Phật. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam Mô Bất Đồng Trí Quang Phật. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam Mô Tài Quang Minh Phật. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam Mô Sư Tử Hồng Tự Tài Lực Vương Phật. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật. Nam Mô Quang Thế Đăng Phật. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam Mô Tu Di Quang Phật. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nam Mô U Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam Mô A Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam Mô Tài Quang Phật. Nam Mô Kim Mãi Quang Phật. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam Mô Đại Thông Quang Phật. Nam Mô Nhật Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam Mô Bảo Quang Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật. Nam Mô Bảo Hoa Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. Nam Mô Vô Cấu Phật. Nam Mô Ly Cấu Phật. Nam Mô Vọng Thủy Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Thế Phật. Nam Mô Ta Lô Na Phật. Nam Mô Thủy Điện Phật. Nam Mô Kiên Đức Phật. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam Mô Vô Lượng Cúng Quang Phật. Nam Mô Quang Đức Phật. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. Nam Mô Na La Diên Phật. Nam Mô Công Đức Hòa Phật. Nam Mô Liên Hoa Quang Vô Hỷ Thần Thông Phật. Nam Mô Tài Công Đức Phật. Nam Mô Đức Niệm Phật. Nam Mô
thiện danh xưng công đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật. Nam mô Đâu Chiên Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Phật. Nam mô Châu Trác Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bồ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như thì đặng nhất thiết thời giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế thì chư Thế Tôn đương từ niệm ngã nhược ngã thứ sanh nhược ngã tiền sanh. Tùng vô thị sanh tự dị lai sợ ta chúng tội nhược tự tác nhược giáo tha tác kiên tác tùy nhược tháp nhược tăng nhược tứ phương tăng vật nhược tử thủ nhược giáo tha thủ kiên thủ tùy hình. Ngũ vô gián tội nhờ tự tác nhược giáo tha ta kiên tác tùy hỷ thập bất thiện đạo nhờ tự tác nhược giáo tha ta kiên tác tùy hỷ sở ta tội dương hoặc hổ phú tàn hoặc bất phú tàn. Ứng đò địa ngục ngà quỷ súc sanh chư dữ a tố biên địa hạ tiện cập miệt lệ xa như để đặng sơ sở tác tội dương kim giai sa mối kim chư Phật Thế Tôn đường chứng tri ngàn. Đương ức niệm ngã ngã phục mư chư Phật Thế Tôn tiền tác như thị ngôn nhược ngã thứ sanh nhược ngã dư sanh tăng hành bố thí hoặc thủ tịnh giới. Nại chi thi dự xuất sanh nhất đoàn chi tử hoặc tu tịnh hạnh sở hữu thiện căn thành tựu chúng sanh sở hữu thiện căn tu hạnh bồ đề sở hữu thiện căn cập vô thượng trí. Sở thiện căn nhất thiết hiệp tập giáo kế trụ lượng giới tất hồi hướng a nậu đa la tam miểu tam bồ đề như quá khứ vị lai hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng. Ngã diệt như thị hồi hướng chúng tội giai xa mỗi chư phước tận tùy hỷ cập thính Phật công đức nguyện thành vô thượng trí khứ lai hiện tại Phật. Ừ chúng sanh tôi thắng vô lượng công đức hại ngã kiêm quy mạng lễ sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư từ ngã di thanh tịnh thân ngữ y nhất thiết biến lễ tận vô dư. Phổ hiền ảnh nguyện ai thần lực phổ hiện nhất thiết như lai tiền như tân phục hiện sát trần thân nhất nhất biến lễ sát trần Phật ngư những trần trung trần số Phật các sư Bồ Tát chúng hội trung. Vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai xuống mạng các vị nhất thiết âm tinh hải phổ xuống vô tận diệu ngôn từ tận ngữ vị lai nhất thiết kiếp tán Phật thảm tâm công đức hài. Vì chư tôi tăng diệu qua mang kỳ nhạc đồ hương cập tán cái như thị tôi tăng trang nghiêm cụ ngã dị cúng dường chư như lai tôi tăng y phục tôi tăng ương mạc hương thiêu hương dự đăng chúa.
xích dây như diệu cao tổ ngã tất cúng dường chữ Như Lai ngài dĩ quảng đài tăng dạy tâm thâm tinh nhất thiết tam thế Phật tất dĩ phổ hiền hạnh nguyện lực phổ biến cúng dường chữ Như Lai ngà tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thị tham sân si tùng thân ngữ gây chi sở sanh nhất tiết ngã kiếm giai sám hối thập phương nhất thiết chư chúng sanh nhị thừa hữu học cặp vô học nhất thiết Như Lai giữ Bồ Tát sở hữu công đức giai tùy hỷ thập phương sở hữu thế gian tăng tối sơ thành tựu Bồ Đề già ngã kim nhất thiết giai khuyến thành chuyển ngữ vô thượng diệu pháp luân chư Phật nhược dục thế niết bàn ngã tất chi thành chi khuyến thành duy nguyện cố trụ sát trần kiếp lợi lạc nhân thiết chữ chúng sanh sở hữu lễ tán cúng dường phước tánh Phật trụ thế chuyển pháp luân tùy ấy xa mỗi chữ thiện căn hồi hướng chúng sanh cặp Phật đạo nguyện tương dị thử thân công đứng hồi hướng vô thượng chân pháp giới tăng tướng Phật pháp cặp tăng già nhị để dung thông tam muội ấn như thì vô lượng công đức hài ngã kim giai tấn tận hồi hướng sở hữu chúng sanh thân khẩu ý kiến hoạn đàn bán ngã pháp đẳng như thì nhất thiết chư nghiệp dương tất giai tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chỉ trâu ư pháp giới quảng độ chúng sanh dạy bất thôi nại chí hư không thế giới tận chúng sanh cặp nghiệp phiền não tận như thị tử pháp quảng vô biên nguyện kim hồi hướng diệt như tiền nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát vội vội không trên pháp thầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đằng chuyên trì niệm nguyện to như lai nghĩa nhiệm màu nam mô hồng danh hồi thượng Phật Bồ Tát ơi nam mô hồng danh hồi thượng Phật Bồ Tát ơi nam mô hồng danh hồi thượng Phật Bồ nghi thực sám hối hồng danh khắp xót thương chúng sanh khổ não cả vui ta tế độ hàm linh tự nhiên tương hào quang minh chúng còn thành kinh gieo mình quy y nguyện kim cang thượng sư tiếp thọ Phật pháp tăng tam bảo chứng minh nay con một giả phát nguyện ai chẳng cầu phước báo nhân thiên an nhàn bậc tinh văn cùng hàng duyên giác giới quyền thừa Bồ Tát chứ à tôn mai quyết cầu đến bậc viên dung
Nhất thừa tôi thượng thông dùng đạo tâm, nguyện pháp giới thăng trầm hàm thức, đồng một thời chứng bậc chân nhân. Bồ đề vô thượng đồng cư, chánh đằng chánh giác vô dư niết bàn. Nam mô Quy Di Đà Phương Tạng, hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô Quy Di Đà Phương Tạng, hư không giới nhất thiết tôn pháp. Nam mô Quy Di Đà Phương Tạng, hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biên tri, mình hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn mi, Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bà Chiên Đàn Hướng Phật, Nam mô Chiên Đàn Quán Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật, Nam mô Nhất Thiết Tế Giang Nhào Kiến Thượng Đài Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật, Nam mô Huệ Cử Chiếu Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật, Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mãnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật, Nam mô Từ Lực Vương Phật, Nam mô Từ Tán Phật. Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật, Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật, Nam mô Bào Cải Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật, Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Đồng Tri Quang Phật, Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật, Nam mô Thầy Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật, Nam mô Di Lạc Tiến Quang Phật, Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật, Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Phật. Nam mô sư tử hậu tử tại lực dương Phật. Nam mô diệu âm thắng Phật. Nam mô thường quang tràng Phật. Nam mô quang thế đăng Phật. Nam mô huệ ai đăng vương Phật. Nam mô pháp thắng vương Phật. Nam mô tổ di quang Phật. Nam mô tu ma na ha quang Phật. Nam mô u đàm bát la ha thù thắng vương Phật. Nam mô đại huệ lực dương Phật. Nam mô a xuất tề hoan hỷ quang Phật. Nam mô vô lượng âm thanh dương Phật. Nam mô tài quang Phật. Nam mô kim hải quang Phật. Nam mô sơn hải huệ tự tại thông vương Phật. Nam mô đại thông quang Phật. Nam mô nhật thiết pháp tràng mãn vương Phật. Nam mô thích ca mâu ni Phật. Nam mô kim cang bất hoại Phật. Nam mô bảo quang Phật. Nam mô long tôn dương Phật. Nam mô tinh tấn quân Phật. Nam mô tinh tấn hỷ Phật. Nam mô bảo hóa Phật. Nam mô bảo nguyệt quang Phật. Nam mô hiện vô ngu Phật. Nam mô bảo nguyệt Phật. Nam mô vô cấu Phật. Nam mô ly cấu Phật. Nam mô vọng thí Phật. Nam mô thanh tịnh Phật. Nam mô thanh tịnh thí Phật. Nam mô ta lô na Phật. Nam mô thủy thiên Phật. Nam mô kiên đức Phật. Nam mô chiên đàn công đức Phật. Nam mô vô lượng cúc quang Phật. Nam mô quang đức Phật. Nam mô vô ưu đức Phật. Nam mô na la diên Phật. Nam mô công đức hoa Phật. Nam mô liên hoa quang vô hỷ thần thông Phật. Nam mô tại công đức Phật. Nam mô đức niệm Phật. Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Nam mô hồng diệm đế tràng vương Phật. Nam mô thiện du bồ công đức Phật. Nam mô đậu viên thắng Phật. Nam mô thiện du bồ Phật. Nam mô châu tráp trang nghiêm công đức Phật. Nam mô bảo hoa du bồ Phật. Nam mô bảo liên hoa thiện trụ ta la thọ dương Phật. Nam mô pháp giới tạng thân a di đà Phật. Như vậy thái toàn cầu chư Phật. Cõi phàm trần thường trụ độ sanh. Các ngôi Phật ấy chỉ là linh. Xét
xét soi rõ thấu tánh tình chúng con. Quắc đời này quắc hồi tiền thế, cùng vị lai vô thị tử sanh. Tự mình làm việc chẳng lành, hoặc là xúi dục thấy mình hân hoan. Hoặc của chùa, hoặc phần tăng chúng, của tư phương phụng cũng chưa tăng. Mình tham hoặc suối người gian, hoặc là thấy lấy mà hoan hỷ tình. Năm tội trong tự mình tạo lấy, hoặc biểu người hoặc thấy vui mừng. Mười điều ác nghiệp tự hành, hoặc mình sai khiến thấy mình hân hoan. Tạo tội chướng hoặc toàn muốn dấu, hoặc cũng trần sự xấu ấy ra. Ứng đài địa ngục xấu hòa xa, hoặc đài ngã quỷ cùng là súc sanh. Hoặc phải đỏ xài lan ác thú, hạ tiện nhân cư trú biên quan. Hoặc đài vào chỗ quế hoang, hoặc là vào chốn mỏi đàn hiểm quy. Những tội chướng trước khi làm lỗi, nay con nguyện sám hối ăn năn. Ngày nay chư Phật mười phương chứng chỉ ghi nhớ tỏ tường vị con. Trước Phật đài cho con trần thuyết, hoặc đời này hoặc kiếp đã qua. Thương người thường bố thí ra, hoặc dình giới cấm hoặc là trì trai. Dầu cho đến cơm ăn một vắt, hay chẳng cấp cho những các súc sanh. Hoặc nhờ thiện nghiệp tu hành, này chúng sanh thành tự căn lành tạo nhân. Bồ đề đạo thiện căn sở hữu, trí vô thượng đầy đủ hoàn toàn. Căn lành trước đặng đoan trang, nay dồn nhau lại đó cân tính lường. Xin hồi hướng đến đường chánh giác, đạo Bồ đề chứng quả viên dung. Y như tam thế thế nhà tôn, cách nào hồi hướng con đồng nói thêm. Các tội lỗi thấy điều sám hối, các phước lành tùy hỷ khắp tuôn. Thành Phật công đức quy hoàng, nguyện thành thượng trí hoàn toàn chẳng sai. Ba đời Phật khứ lai hiện tại, gốc chúng sanh tu tập thành công. Công đức như biển vô cùng, chúng con quy mạng một lòng tán dương. Trong thế giới mười phương sẵn có, khen đức Phật ở đó ba đời. Thân con già ý già lời
giữ gìn thành tín lễ mười phương thiên. Với thần lực phổ hiền hành nguyện hiện khắp ra nhật thiết năng nhân một tâm quá hiển nhiều thân phân thân khắp lại xét trần như lai số chư Phật sanh tài số các hiệp các hàng Bồ Tát rất đông mãi trần pháp giới vô cùng mà tinh thâm chư Phật đủ dùng mở trong vòng âm thanh thâm trầm như biển tiếng diệu vàng thuyết biển pháp màu đến cùng cả thải kiếp mà sao khen công đức Phật thầm sâu khôn lường tràn qua mang tỏ tường quy trọng kỳ nhã cùng dù lòng đồ hương trang nghiêm tốt đẹp phi thường con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn y phục tốt qua thơm cũng tốt hương đốt nghiền đèn đốt sáng trưng chất chồng món món cổ từng con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn tâm quảng đại của con chân thật tin ba đời có Phật tự nhiên hãy đem hạnh nguyện phổ hiền khắp chứng cúng đủ các duyên Phật đàn từ vô thị tạo ra ác nghiệp bởi tại vì tham độc sân si gốc do thân ngữ ý này con nay sám hối bất kỳ trọng khinh mười phương có chúng sanh cư trú với nhị thừa phải học cùng không Như Lai Bồ Tát Thái Đồng mà đủ phần công đức dày công tu hành khắp mười phương hiện đèn soi thấu độ sơ cơ thành tử bồ đề nay con kính thành quý vị nhà chuyên pháp vô thượng độ bày chúng sanh như chư Phật niết bàn dục nhập con chỉ tham cần cấp thỉnh khuyên cầu xin cổ trụ trần duyên an vui cho cả nhân thiên mỗi đường đủ nghe lễ cúng dường nghiêm chỉnh thỉnh Thế Tôn trụ chuyển pháp luân tùy hỷ sám hối thiện căn chúng sanh hồi hướng đến chân Bồ Đề công đức trọng đem về một mối nguyện xoay về pháp giới viền dung tánh tình tam bảo khôn cùng mà ân tam mũi đủ thông dùng tục chân công đức này vô lượng như biển nay con nguyện phụng hiến trọn phần nghiệp thân khẩu ý chúng sanh cùng
là thấy pháp quay thần nhạo chém. Và cả thái tiền khiên nghiệp chướng, nguyện tiêu trừ không vướng món chi. Tư không pháp giới năng tri, độ toàn quần chúng chẳng hề trở ngăn. Chốn hư không thế gian kia hết nơi nghiệp não phiền muôn việc điều tiêu. Mênh mông bốn pháp bao nhiêu, còn xin hồi hướng cũng đều như nhau. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Tát. Tám mươi tám Phật độ nhân thiên, Thích Ca Kim Khẩu Tuyên. Mười hiệu hồng danh điều đầy đủ, ba hai tướng tốt đủ như nhiên. Như Lai từ màu ban ân huệ, quần chúng khổ đau hưởng phước duyên. Dầu trước tạo ra nhiều nghiệp chướng, cung trần sám mối tội tiêu khiên. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Thực Hành Sâu Xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Ngài soi thấy năm bốn điều không đến qua hết tài khổ ích này. Ông xa lời tử sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Xa tức là không, không tức là sắc, thọ tướng hành thức cũng đều như thế này. Ông xá lợi tử tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ tướng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vì xúc pháp, không có nhàn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chứng đắc nên Bồ Tát nương theo ba nhà ba la mật đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa lìa mong tưởng điên đào, đạt đến niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa được quá vô thường chánh đẳng chánh giác, nên biên Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đằng, đẳng trừ được hết tài khổ chân thật không dối. Vì vậy Ngài nói bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa,
liền nói chú rằng: Yết Đế, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Yết Đế, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Yết Đế, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đà Đô Bà Tề A Di Đà Đa Tất Nam Bà Tề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Bà Tề A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Tướng Phật A Di Đà Sanh chẳng quá sắc vàng sáng ánh tốt hơn quá bát nào chiếu diệu nắm mà non cả thanh nhãn trong ngày bốn biển xa trong sáng qua ra vô số Phật hiện hàng Bồ Tát cũng hằng xa lời danh bốn tám lời từ nguyện chính phẩm biên đài độ chúng mà sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dần Đạo Xứ A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ca. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ca. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ca. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con từ vô thể gây bao tội ác bởi lầm tâm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc với sanh linh vô số điều tàn sống mu hoài trong làm mà than con lạc lòng không nhìn phương hướng đàn con dài từ lâu giấc dường ấy hôm nay trông thấy đạo quy hoàng xin hướng về nấp bóng từ quan lại Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt về tham sân si mạng gây nên con hôm nay giữ trọn lời nguyện xin sám hối để lòng thanh Phật quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng của quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gót ngài vượt qua khổ ai khỏi ấy hàng nhớ lời ngài bờ giác không sai hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc ác cho đời quang đản ai đem phước lành gieo rắc phàm nhân lời ngọc vàng kia mãi bên lòng mà có nguyện được sống đời rộng dài con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo ngài trên bước đường lành này chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin tự độ ngoài tham lam sân hận ngập trời phá si mê trí tệ tuyệt vời con nhớ Đức Đà Lạt Quốc Phật A Di Đà thân kim sắc tượng tốt hoàng minh tự trang nghiêm năm tu di quyền chuyển bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt trong hào quang quá vô
số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh. Chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lệ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin khoác nguyện vãng sanh cõi sinh đức từ bi. Phàm qua sen chính
phẩm sẽ làm mẹ cha. Qua nơi thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bản ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện tôi từ tâm khởi đem tâm sớm, tâm được tịnh rồi tôi liền tiêu. Tôi tiêu tâm tịnh tại điều không thế mới gọi là chân sám hối. Đệ tử thành kính nguyện đem công đức tỏ trì kính sám hối hồng danh âm nghiền. Nguyện cầu hiện tiền ân sư dương dục, quá khứ phụ mẫu hiện tại phụ mẫu ơn đàn nã tính thí công phu công hòa. Cặp ba tánh vạn dân mười phương cõi, phước huệ song tu thân tâm an lạc. Nghiệp chướng tiêu trừ thường được kiết tường xa lìa khổ ách, tinh tấn tu hành sớm thành đạo hòa. Thứ nguyện cập kỳ siêu của quyền thất tố nội ngoại gia tiên, chiến sĩ trận dông đồng bào tứ nàng. Chữ hương linh hữu dị vô danh, hữu danh vô dị nương nhờ tam bảo, bước đến đạo tràng nghĩa kinh nghe kể, sớm thoát đường mê sanh về cực lạc. Phổ nguyện ơi, cửa thiền nghiêm tịnh đại chúng mang hòa, tính chủ được tam đa đàn nà thêm phước huệ. Âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô tất cả đệ tử và